Chào toàn thể các bạn, đây là một cái video trả hàng cho khách bên em. Thì cũng là một cái tip để cũng muốn gửi đến các bác rằng là tại sao chúng ta nên sử dụng các cái dòng dây DIY, đúng không ạ? Dòng dây DIY là những dòng dây mà mình lên dây rắc từ những cái vật liệu, ví dụ như là dây với rắc xịn đó. Thì ở đây đơn hàng này của bên em là sẽ có 4 dây Canon cái ra hai đầu AV đó, và một dây là Canon được ra 3.5 đó. Thì ở đây bên em đều lên dây từ những dòng dây xịn đó, dây Hitachi đây, dây Hitachi đó, dòng dây bãi Nhật các bạn nhé. Dây này là dây lõi đồng mạ bạc đó, dây cho âm thanh lên ba giải rất là hay, đặc biệt là giải trung âm và giải cao đó. Thì khi mà các bạn đặt hàng của bên em, ví dụ như đây, đây là một cái dây một đầu Canon ra hai đầu RCA đó các bạn này. Đấy, dây của Hitachi, rắc cũng Hitachi luôn, đầu Canon của Newtrik chân đồng xịn các bạn nhá. Đó, thì đối với cái dòng dây như này thì thông thường các bạn thường hay thấy là cái dây mà các bạn bạn mua ấy, hoặc các bạn có trên thị trường ấy, thì nó như này. Có nghĩa là một đầu Canon ra hai đầu AV. Đó, cái phần chia của nó sẽ khoảng 15 phân như này. Đây bên em chia chữ Y đẹp như này các bạn nhé. Đó. Đấy. Thì đây cũng là một kiểu. Tuy nhiên sẽ có những cái cách mà có những bác cái âm thanh, các cái dàn âm thanh của mình ấy, là mình cần chia cho hai cái đường nó xa nhau một chút các bạn nhé. Thì bên mình cũng hoàn toàn làm được cái đấy cho các bạn. Nó rất là tiện. Ví dụ như này. Đó. Như ở đây chẳng hạn là cái dây chia của nó khá là dài nha các bạn. Dây 1 mét thì mình chia luôn. Mình chia luôn ra hai đường như này, tức là mỗi một đường này của nó là 1 mét luôn. Đấy các bạn này. Đó. Đấy. Các bạn sẽ cắm được hai thiết bị rất là tiện, cực kỳ tiện dụng các bạn nhé. Đó. Đây. Đây bên mình DIY đây, chất lượng này. Rất là ok nhá các bạn nhé, người thật việc thật, rắc xịn. Đó. Đây. Rất là tuyệt vời. Đó. Đây là đầu Canon này. Canon này cho các bạn xem nhé. Hơi chặt ta. Đấy. Đây. Đó, đều được co nhiệt rất là kỹ. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy. Rất là ok. Đó thì ở đây là có hai dây, nó cái phần chia của nó dài ra, nó rất là tiện, rất là tiện. Các bạn có thể cắm cho những cái thiết bị nó dài để xa nhau thoải mái luôn. Đó. Đó thì chỉ có DIY thì mình mới làm được những cái này các bạn nhé. Còn những dây mà mua sẵn, thứ nhất là chất lượng dây nó cũng không có được ổn lắm, thứ hai là không thể nào làm theo những yêu cầu ok như vậy được. Đây các bạn xem, cực kỳ là đẹp. Đó. Đấy, không khác gì dây hãng luôn các bạn nhé, làm rất là cẩn thận. Đó, bạn thấy không, như này thì các bạn còn bên em bảo hành trọn đời luôn, bên em bảo hành trọn đời nên các bác cứ yên tâm, các bác cứ yên tâm dùng. Đó, hỏng đâu thì sút dây ở đâu chẳng hạn, do như nào đấy thì các bạn có thể bên mình đều hỗ trợ làm free lại cho các bạn nhé. Đây là một đầu Canon được ra 3.5 như này. Đấy, dây Hitachi rất là xịn đây nha các bạn. Đó, rất là ok. Đó, giá thành thì vô cùng hợp lý các bạn nhé. Đó, thì video này là mình có một cái đơn hàng trả hàng nhanh cho khách, bác ấy đang chuẩn bị đến bác ấy lấy, thì mình tiện đây mình cũng quay luôn để cho các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể tham khảo các cái dòng dây DIY của bên mình nhé các bạn nhé. Thì ngoài các cái sản phẩm như là phân tần hay dây loa thì bên mình dây tín hiệu bên mình làm rất là nhiều. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào.